Trang phục màu đỏ đấy của Trung Bầu đã nhất thắng một theo. Đô Nguyễn Quốc Thái của Từ Liêm mang trang phục màu xanh theo hai đô và làm thủ tục xe đạp. Hai đô chuẩn bị nghe trọng tài chấm xe đạp. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Xin công bố kết quả bằng một thí sinh kéo bó Đô Vũ Quang Tuấn của Trung Bầu đang toàn thắng ở lèo số 7.